Mình không biết dùng từ nào để diễn tả nữa. Đây là website giúp bạn biết được mình xinh hay là xấu. Đầu tiên truy cập trang web này, sau đó bạn nào muốn xem mặt mình xinh hay không thì click vào đây. Còn bạn nào muốn kiểm tra body mình ngon hay không thì click vào chỗ này nhé. Ok, click store. Tiếp theo bạn chọn và tải tấm ảnh nào đẹp nhất của mình lên nhé. Tới bước này, bạn căn chỉnh khuôn mặt của mình sao cho hợp lý để web cho ra được kết quả chính xác nhất nhé. Cuối cùng nó sẽ chấm điểm nhan sắc và nói chi tiết nhược điểm trên khuôn mặt cho bạn khắc phục.